Ngoài sự chú ý đổ dồn về phía cô dâu Chu Thanh Huyền thì một nhân vật khác cũng được cộng đồng mạng quan tâm không kém, đó chính là em gái của nàng Wax sinh năm 2000. Một trong những sự kiện hot nhất đến hiện tại phải kể đến đám cưới của cặp đôi trai tài gái sắc Quang Hải, Chu Thanh Huyền. Sau đám cưới ở quê nhà cô dâu, chú rể, mới đây vào ngày 6 tháng 4, cả hai tiếp tục tổ chức tiệc mừng tại một khách sạn 5 sao hạng sang ở Hà Nội với sự tham dự của nhiều bạn bè thân thiết. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp của cô dâu nhận được nhiều sự chú ý trong đám cưới Hải Huyền, một nhân vật khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, đó chính là em gái của nàng hot girl Sơn Tây. Trong khoảnh khắc xuất hiện cùng chị gái với một bộ váy đơn giản, nàng này chú ý với vi rùa rạng rỡ, xinh đẹp. Cô bạn cũng chính là người hỗ trợ chị gái Chu Thanh Huyền trong suốt quá trình di chuyển ở đám cưới. Được biết, em gái của bà xã Quang Hải tên là Chu Quỳnh Phương sở hữu nhan sắc khá xinh đẹp và gu ăn mặc sang chảnh giống như chị gái của mình. Bên cạnh đó, dân tình cũng nhận xét Quỳnh Phương có nhiều nét giống mẹ. Đặc biệt, cả hai chị em có cùng điểm chung đó là mái tóc siêu dày, dài và mềm mượt. Trước đó vào ngày 28 tháng 3, khi đám cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền diễn ra tại quê nhà, Quỳnh Phương cũng thu hút sự quan tâm không kém. Trong khoảnh khắc xuất hiện cùng chị gái với một bộ váy đơn giản, cô gây chú ý với vi rùa rạng rỡ và gợi cảm hết nấc. Song song đó, ở góc nghiêng, em gái Chu Thanh Huyền cũng gây ấn tượng mạnh và nhận được đông đảo lời khen từ công chúng. Ở lần này, cô cũng là người hỗ trợ chị gái mình trong suốt quá trình di chuyển. Không chỉ phía nhà gái được chú ý mà nhà trai cũng không chịu lép vế khi anh trai Quang Hải vừa xuất hiện đã lập tức gây sốt cộng đồng mạng. Anh chàng tên là Nguyễn Quang Phong, sinh năm 1994. Từ sáng sớm ngày diễn ra hôn lễ, Quang Phong đã cùng gia đình tất bật chuẩn bị, kiểm tra lại mọi khâu trước giờ đón em dâu. Mặc dù trong những khoảnh khắc lọt vào ống kính máy quay, anh trai Quang Hải chỉ ăn diện đơn giản nhưng cũng đã khiến netizen đứng ngồi không yên vì ngoại hình hút mắt. Sau khi hoàn tất thủ tục đón dâu, Quang Phong đã xuất hiện với bộ vest lịch lãm khoe vi rùa điển trai vốn có. Khoảnh khắc anh chàng cùng bà xã và hai con check-in trước giờ gờ cũng khiến dân tình suýt xoa khen ngợi vì cả nhà đều đẹp. Nhiều ý kiến nhận xét rằng so với Quang Hải, Quang Phong có dáng người rong ròng cao. Anh chàng cũng sở hữu gu ăn mặc tối giản nhưng vẫn gây ấn tượng bởi sự thanh lịch, trẻ trung. Không chỉ có vẻ ngoài điển trai, Quang Phong còn gây ấn tượng khi là một người vui tính, giỏi nấu ăn và rất cưng chiều vợ con. Trên trang cá nhân của mình, anh chàng thỉnh thoảng cùng bạn đời quay những đoạn clip đu trên TikTok. Bên cạnh đó, Hoài Linh, bà xã Quang Phong cũng hay khoe những khoảnh khắc được chồng cưng chiều như mua quà tặng, đưa đi shopping, phụ giúp chăm con khiến dân tình khen nức nở. Qua tìm hiểu, anh trai của tiền vệ tuyển Việt Nam học kiến trúc học tại trường Đại học Đông Đô, từng có một thời gian làm thợ xăm và hiện tại đang tập trung cho một trung tâm bóng đá dành riêng cho trẻ em do mình sáng lập. Sinh ra trong gia đình có hai anh em, Quang Phong, Quang Hải khá thân thiết. Phong từng tiết lộ anh và Hải rất hay nói chuyện và có nhiều kỷ niệm bên nhau thời niên thiếu. Cả hai lớn lên cùng nhau, từng tham gia thi đấu trong một đội bóng nhi đồng ở địa phương. Nói thêm về tính cách của người em nổi tiếng, Quang Phong từng cho biết, Hải trong mắt mọi người và với tôi là người trầm tính, ít nói, nhưng em ấy sống sâu sắc, tình cảm.